Xin chào các bạn, mình là Leo. Mình đến từ website học.đồ họa online.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hiệu ứng bokeh như trong hình các bạn đang thấy ở trong Photoshop. Hiệu ứng này thường thì khi chúng ta có máy chụp ảnh xịn thì chúng ta có thể chụp được hiệu ứng một cách rất là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta chỉ chụp bằng điện thoại hay máy bình thường, để tạo hiệu ứng bokeh này thì chúng ta sẽ sử dụng Photoshop. Và cách tôi hướng dẫn sẽ là cách dễ dàng nhất cho các bạn. Thì ở đây tôi hướng dẫn cho bạn hai cái. Thứ nhất là nếu mà dùng ảnh màu, và thứ hai là chúng ta dùng ảnh màu trắng đen. Thì sau khi chúng các bạn làm xong thì các bạn có thể tùy chỉnh lại được cái màu sắc của mình. Thì khi chúng ta điều chỉnh thì các bạn sẽ để ý ngay chỗ đây, cái phần color option ở đây. Và tôi sẽ chọn thử các bạn. Thì mỗi một cái option thì bạn sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng màu khác nhau. Và các bạn cảm thấy cái màu nào các bạn ưng ý nhất, thích nhất thì các bạn có thể sử dụng và in ra, hoặc là đưa lên Facebook, hoặc là các bạn làm gì đó tùy ý các bạn. Đối với hình trắng đen thì trước khi các bạn làm, các bạn cần phải chú ý một cái, đó là các bạn phải vào Image, chọn Mode. Nếu như đang ở chế độ Rayscale thì các bạn phải chuyển sang chế độ RGB Color thì chúng ta mới làm được. Rồi, cách làm. Ở đây chúng ta có hình gốc, chúng ta sẽ tạo một lớp mới. Chúng ta đặt tên nó là Brush. Các bạn nhớ, phải đặt đúng tên như vậy thì chúng ta mới hoạt động được. Sau đó chúng ta dùng cọ Brush ở đây. Ở đây chúng ta dùng màu gì cũng được. Sau đó chúng ta sẽ tô cái phần mà chúng ta muốn làm. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn làm cho đẹp thì các bạn phải làm nhiều lần. Các bạn cứ chọn từng vùng, các bạn thấy cái nào nó hợp ý mình nhất là được. Sau đó chúng ta sẽ chạy file action. Thì cách hướng dẫn file action này tôi đã hướng dẫn từ những clip trước. Nếu như các bạn là người mới thì các bạn sẽ làm như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ download cái file action ở trong website học.đồ họa online.com. Sau đó các bạn sẽ vô Photoshop, bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn chọn phần load action. Và sẽ chọn file action để tải về là xong. Load lên. Sau khi chúng ta tải xong, chúng ta sẽ có được như đây. Tạo gọi padding này và chúng ta chọn chế độ bokeh và chúng ta bấm run. Vậy là xong. Sau khi chúng ta chạy xong, chúng ta sẽ được hình ảnh như thế này. Và bây giờ các bạn chỉ cần lựa chọn các tham số theo ý các bạn nhất là được. Thì tôi xin nhắc lại, để làm được hình ảnh đẹp nhất thì đầu tiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái màu sắc của các bạn. Và cái thứ hai là cái vùng chọn. Các bạn nhớ khi tạo cột brush ở đây, các bạn chỉ tô cái vùng mặt ở đây thôi ha. Các bạn cứ làm thử thôi, các bạn từ từ các bạn sẽ quen là mình sẽ lấy cái vùng nào để ra được tấm hình đẹp nhất cho chúng ta. Các bạn hãy truy cập học.đồ họa online.com để xem những video clip khác, cũng như các bạn tải được những action khác về để giúp ích cho công việc của các bạn. Xin chào và tạm biệt các bạn.